Thưa quý vị, liên quan đến vụ 4 du khách tử vong do bị lũ cuốn trôi tại làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi công ty trách nhiệm hữu hạn BGQ, chủ đầu tư khu du lịch, đề nghị tạm ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch này để làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, khu du lịch nói trên chỉ tổ chức kinh doanh các hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, phòng chống thiên tai lũ lụt và các quy định khác của pháp luật. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, nhân viên lái xe khu du lịch làng Cù Lần, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, chờ khách tham quan trải nghiệm dọc suối thì bất ngờ gặp cơn lũ quét ập đến. Lúc này trên xe ô tô có 5 người, gồm 4 du khách Hàn Quốc, 2 nam, 2 nữ và 1 lái xe người Việt Nam. Khi xảy ra tai nạn, 1 du khách nam và tài xế thoát được ra ngoài, 3 du khách còn lại bị lũ cuốn trôi cùng chiếc xe. Tuy nhiên, nam du khách cũng tử vong sau đó. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 du khách còn lại. Vị trí xa nhất tìm thấy thi thể cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2 km. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết hậu quả theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã ban hành công điện về việc khắc phục sự cố lật xe khiến 4 du khách Hàn Quốc thiệt mạng tại khu du lịch Cù Lần, trong đó yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khắc phục nhanh hậu quả sự cố, điều tra xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các sai phạm.